Trong thời kỳ đổi mới, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về xây dựng chỉnh đốn đảng. Thế nhưng thời gian qua, các thế lực thù địch đã ra sức công kích, xuyên tạc công tác xây dựng chỉnh đốn đảng của Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ phản bác các quan điểm sai trái thù địch về lĩnh vực này. Vâng, trước tiên phải nói rõ, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đảng ta cũng không tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót do giáo điều, chủ quan, duy ý chí. Tuy nhiên, như một thông lệ không thể thiếu, trước mỗi kỳ đại hội đảng, khi đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội qua một nhiệm kỳ, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, tôn trọng hiện thực khách quan, đảng ta luôn thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm, khuyết điểm. Đảng ta coi những sai lầm, khuyết điểm là yêu cầu đòi hỏi đảng phải tiếp tục đổi mới, nhân dân phải tiếp tục đồng lòng để vượt qua những khó khăn, thử thách. Điều này được khẳng định rõ trong báo cáo tổng kết chặng đường 30 năm đổi mới của đảng. Những hạn chế, khuyết điểm đòi hỏi toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu không ngừng để khắc phục, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhìn nhận lại những chủ trương của đảng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong thời gian qua, thông qua những nghị quyết chuyên đề về xây dựng đảng như Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và gần đây nhất là kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chúng ta có thể nhận thấy tinh thần nghiêm túc trong tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn, giữ vững bản chất cách mạng, làm cho đảng thực sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của toàn dân tộc. Đây không phải là sự chấp vá, giật gấu phá vai như những luận điệu mà các thế lực thù địch vẫn rêu rao, mà nó thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của đảng trong việc tự sửa mình và đào tạo huấn luyện cán bộ đảng viên. Do đó cần có thái độ khách quan công tâm khi xem xét những sai lầm, khuyết điểm của đảng. Cần tránh cả hai xu hướng xem nhẹ, bỏ qua những khiếm khuyết hoặc tuyệt đối hóa, thổi phồng những khuyết điểm. Bởi cả hai xu hướng này hoặc là dẫn đến thái độ chủ quan lơ là hoặc dẫn đến thái độ cực đoan bất mãn. Sai lầm, khuyết điểm của đảng, nhất là của một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thời gian qua, là một bài học đắt giá cho công tác xây dựng đảng, nhưng không vì thế mà đánh đồng với đóng góp của biết bao thế hệ đảng viên với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Ngoài ra, trước những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ thời gian qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị coi đây là cái cớ không gì thuyết phục hơn để xuyên tạc công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Các thế lực thù địch còn ra sức tuyên truyền xuyên tạc và hơn nữa là cổ suý hành động từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Các phần tử phản động, cơ hội chính trị thường tìm cách thổi phồng, bịa đặt, xuyên tạc đời tư của một số đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, gieo rắc sự hoài nghi trong các tầng lớp nhân dân về lòng trung thành, tinh thần tận tụy phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân của đội ngũ cán bộ đảng viên. Mà lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như đảng ta luôn quan tâm xây dựng, củng cố. Đây là những luận điệu hết sức thâm độc. Không chỉ xuyên tạc, phủ nhận công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nói chung, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị còn công kích tình trạng tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ một số vụ việc tham nhũng trong thời gian gần đây, nhất là những vụ liên quan đến một số lãnh đạo cấp cao, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã lấy hiện tượng làm bản chất, quy chụp, cường điệu hóa, suy diễn một cách vô căn cứ để chỉ trích đảng ta, cái gọi là dung túng, bao che cho cán bộ, đảng viên, dẫn đến tình trạng cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng. Những luận điệu xuyên tạc trên vẫn là trò hạ thấp vai trò lãnh đạo của đảng. Thời gian qua, khi công tác xây dựng chỉnh đốn đảng ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng được gia tăng đáng kể, nên đảng ta đã gắn công tác xây dựng chỉnh đốn đảng với xây dựng hệ thống chính trị. Điều này đã từng được đặt ra ngay từ chủ đề của Đại hội 13, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, và đến Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 lại được nhấn mạnh thêm. Do đó, thứ luận điệu cố tình phủ nhận, xuyên tạc nỗ lực lớn, quyết tâm chính trị cao của đảng trong việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị hiện nay là cùng những kẻ cố tình nhắm mắt làm ngơ, thiếu thiện chí.